Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019. Mộc Nam Huy đã có mặt tại nhà anh Tùng ở bên đường Huỳnh Văn Lũy, Bình Dương để giao cho anh một bộ mân cúc đào tay 12 với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Đây là một bộ ghế vân rất là đẹp, rất là khét luôn. Bộ này là bộ chữ tựa chữ Phúc Độc Thọ. Cái bộ này anh Tùng đã tới sửa Mộc Nam Huy ký từ hôm tháng 8. Từ tháng 8 dương lịch tới ngày hôm nay là tháng 9 anh mới lấy. Cho nên hôm nay Mộc Nam Huy chúng tôi giao tới cho anh. Thì xin mời các bạn theo dõi cái hóa đơn của anh. Đây, anh Tùng ở Bình Dương. Bộ ghế 30 triệu. Một cái kệ tivi 2m2 gõ 8 triệu 8. Bàn phấn 80 ô van 2 triệu. Và ghế dây một chiếc, nhưng mà đây anh lấy thêm hẳn 2 chiếc cho một anh hàng xóm. Thì ở đây là bộ ghế giống như bộ ghế của chị Trang ở Nhân Trạch, nằm trong cùng lô của chị Trang luôn, nhưng mà anh Tùng thì anh đã lấy sau thôi, cho nên là hai cái vân cây và cái kết cấu mẫu mã như nhau. Đó, mẫu mã như nhau, đẹp cực kỳ. Hàng này thì có rất nhiều khách tới sửa Mộc Nam Huy và yêu cầu đặt, nhưng mà bên sửa mình không không có dám nhận, vì là cây cối là khi mà cưa ra là phải có chắc chắn gỗ thì mới dám nhận, chứ không có dám nhận liều, tại vì nhận rồi mà cưa không được những cái gỗ như vậy thì cảm thấy các bạn thì cũng rất là lo. Thế cho nên là những cái hàng này thì có một số khách hàng muốn đặt thì Huy đã lưu số điện thoại lại, ngay khi nào có thì Huy sẽ báo cho những khách đó trước, rồi sau đó sẽ phát trên YouTube. Vâng, thì mời các bạn vào trong nhà anh Tùng để theo dõi còn lốt cái ghế băng với cái bàn đôn nữa. Thì ở đây hôm nay Huy đi trên chiếc xe 60C 23145. Vâng, mời các bạn theo dõi. Đây, nhà anh Tùng thì ở cuối cuối ngõ, thì Huy cũng đã chuyển được hơn một lửa đồ vào cho anh rồi. Đây, đây là chiếc bàn trang điểm ô van gỗ thông ghép giá có 2 triệu thôi. Và đây là chiếc ghế, đó, ghế 4 chân. Thì với chất liệu là gỗ tự nhiên, nhưng mà chỉ có điều là gỗ ghép thôi. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm một điều là dùng thoải mái, không bao giờ lo có cái vấn đề gì cả. Thì đây, hôm nay được anh Tùng chủ nhà, anh nhiệt tình giúp đỡ. Đấy, anh bưng đồ hộ cho. Thế là Huy có cơ hội được cầm cái máy để quay phim. Quá tốt. Đấy, rất là đẹp anh ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây là chiếc mặt bàn, đặc biệt là cái mặt bàn này. Không thể chê vào đâu được cái mặt bàn này. Đấy, để các bạn theo dõi. Đây là chiếc kệ tivi với mẫu sừng trâu. Kệ này với Mộc Nam Huy mình có giá 8 triệu 8 đúng theo cái hóa đơn này. Riêng Mộc Nam Huy thì giá cả là đâu đó công khai. Đấy, các bạn thấy chưa từng có một khách hàng nào phải mua cái giá nó cao hơn hay là mua được giá thấp hơn cả. Không bao giờ có chuyện đấy. Tự vì giá cả là công khai. Tự vì ai cũng như ai hết. Đó, mọi người thì cùng đều như nhau. Đấy. Thế cho nên là chỉ có khách hàng trong phạm vi 40 cây thì bên Mộc Nam Huy mình vận chuyển miễn phí. Còn ngoài 40 cây thì bên mình có tính phí thông thường. Thì đây là chiếc ghế con còn lại. Đấy. Anh nhìn hay là mình đảo lại hai cái ghế nhỉ? Cho cái chữ Phúc Lộc nó trong ngoài nó đều hơn. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, bọn em hay để như vậy. Đấy. Rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Thì một bộ thông thường này của Mộc Nam Huy mình có giá là 27 triệu 500, còn lựa vân thì là 30 triệu thì có phải là cao hơn 2 triệu rưỡi, nhưng mà quan trọng cái vấn đề của nó là không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cái hàng như thế này. Đấy, không phải lúc nào cũng kiếm được những hàng đẳng cấp như vậy, chỉ có những cái khách hàng có duyên, thật sự có duyên thì mới có thể lấy được những cái hàng này của Mộc Nam Huy thôi. Tự vì cưa cây ra thì không biết lúc nào cưa được. Đấy, không biết lúc nào mình cưa được những cái gỗ nó đẹp như vậy. Thế cho nên là chẳng bao giờ dám nhận của khách cả. Đấy, rất nhiều khách đưa tiền cho, có người rồi trả hết trước cũng được, chờ 2-3 tháng cũng được. Thế nhưng mà mình không bao giờ dám nhận cả các bạn ạ. Không bao giờ dám nhận nhá. Đấy, từ vì trừ khi nào chắc chắn 100% thì mới dám nhận thôi. Ở đây là cái phần tó đào CNC
và có tỉa lại bằng tay. Sau đây các bạn có thể nhìn thấy cái độ nét của nó rất là cao. Đấy, rất là cao. Và hàng này thì anh em mình sơn rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Đó, từng cái đường nét bên trong này này, anh em thò tay vô chà chít đâu đó gọn gàng. Không có thể nào để lông lá lùm xùm được. Đó, dù bên trong có rất là nhiều lông, rất là khó chà nhưng mà phải cố đấy các bạn. Rồi, cái đặc điểm của cái bộ ghế này là tựa chữ Phúc Lộc Thọ và cái tay rồng cao. Đó, thì cái hàng này thì có một số khách hàng đang chờ, thì Huy cũng đã lưu số rồi. Yên tâm là ngay khi có thì Huy sẽ gọi cho quý vị thôi, chứ không có gì phải lăn tăn cả. Đấy là cái đơn hàng của anh Tùng. Thì lặp lại các bạn một xíu là anh Tùng ở trong phạm vi 40 cây, cụ thể là từ bên Mộc Lâm Huy mình sang bên nhà anh là 28 cây. Thế cho nên là anh được miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Đấy, còn các bạn ở ngoài phạm vi này thì các bạn hãy thông cảm là chúng tôi sẽ buộc phải tính phí vì cái giá cả tính của chúng tôi là giá tính công khai. Ở đây là chiếc cái kệ sừng trâu của anh. Đấy. Kệ sừng trâu này thì trong thời gian này thì đang rất là hot, khách hàng thì rất là thích cái mẫu này. Tại vì mẫu thì nhìn nó vừa sang, đấy, nó vừa hiện đại mà cũng không kém cái phần gọi là cầu kỳ hoa lá nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ đục ở trên cái bộ này nó phải rơi đến tầm 90%, 80% cái mặt tiền này. Đó, rất là đẹp nhưng mà nó không không quá rắc rối đâu. Đó, nhìn nói chung là nó cũng hài hòa, cân đối. Ở đây thì cái khoảng trống giữa từ cái khúc đầu bằng này tới cái khúc đầu bằng đây, mình không tính khúc cong nha. Thì nó là 1,05 m. Thì các bạn có thể cân đối cho cái tivi tầm chắc chiếc này có tầm 42 inch hay sao đó. Đó, tầm 40 42 inch là nó xếp vô đây là vừa. Còn nếu như các bạn xếp to hơn thì chắc chắn cái tivi vẫn sẽ chồm ra ngoài một xíu. Nhưng mà quan trọng là cái chân. Thì các bạn hãy lưu ý là khi mua kệ tivi kiểu vậy các bạn nên dùng cái chân một là tốt nhất. Còn nếu như chân đôi thì các bạn phải đo khoảng cách giữa hai chân để trước khi tính mua kệ tivi mẫu này nhé, để mình cân đối là khi mình mang về mình sử dụng thì nó sẽ hài hòa và cân đối nó đẹp hơn. Và đây là cái phần tó của cái ghế con các bạn này. Đấy. Tó đào rất là to, rất là sắc. Đấy. Rất là đẹp. Thì chuyến hàng này để Huy trực tiếp cầm lái chiếc xe 23145 để đi giao cho anh trước khi về nhà để chuẩn bị hàng ngày mai giao hàng cho bác sĩ Út ở trên Thủ Dầu Một Bình Dương. Còn trong ngày hôm nay thì có một chiếc xe 51C40331 của bạn Huy hiện tại đang giao hàng cho chú Dũng và cô gì nhỉ, như cô Thảo hay sao ấy, ở trên Củ Chi. Thì chiếc xe đó bây giờ hiện tại thì chưa biết là lắp ráp xong chưa, nhưng mà chiếc xe đó về thì ngày mai chiều thứ bảy thì chiếc xe đó lại tiếp tục được đi lên Tây Ninh để giao hàng cho bác Ba Tô. Đó, để bên Mộc Lâm Huy mình sẽ công bố các bạn một số các đơn hàng như vậy để một số khách hàng sẽ được biết, và nhân tiện là anh Quốc ở trên Tây Ninh cũng sẽ nhận hàng luôn trong ngày chủ nhật luôn, tại vì hàng của anh cũng đã xong rồi. Và một bộ Minh Quốc đào 28 triệu cũng như một chiếc kệ tivi cột nho 8 triệu 3 của anh chị khách Bình Dương thì cũng được nhận trong ngày chủ nhật luôn. Vâng. Vậy nên Mộc Lâm Huy mình cái clip này Huy xin được chia sẻ với các bạn là về bộ ghế của anh Tùng một chút để các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà hiện tại thì các bạn nếu có đặt những bộ này thì Huy cũng xin lỗi các bạn là không dám nhận nhé. Chỉ những khi nào có hàng thì bên mình báo thôi chứ thực sự không dám nhận. Thì vì nó phải chắc chắn 100%, có cái mặt vân đẹp như vậy thì mới dám nhận được. Vâng, vậy nên Mộc Lâm Huy mình xin phép được kết thúc cái clip này tại đây. Và rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Mộc Lâm Huy. Chúc cho các bạn luôn mạnh khỏe và gặt hái thật nhiều những cái thành công trong cuộc sống. Và trước khi kết thúc cái clip thì cho phép Huy được cập nhật cái lịch làm việc của bên mình. Đó là từ thứ hai tới thứ bảy và chủ nhật thì làm việc buổi sáng. Vâng, phải lên Mộc Lâm Huy xin chào nhé.